Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành chỉ thị số 01 trên CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực vào dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, đảm bảo các hoạt động lễ hội vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt, hội nghị, Tết trồng cây an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện tài sản công trái quy định, chỉ đạo vệ sinh công sở, chỉnh trang đô thị, đường phố, chợ và các khu vực công cộng, phối hợp với các đoàn thể địa phương, vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, tổ chức thăm hỏi và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đảm bảo mỗi người, mỗi gia đình đều vui xuân đón Tết trong không khí ấm áp nghĩa tình. Triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành theo nghị quyết số 01 NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, nghị quyết số 42 trên NQ-HDND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ngay từ những ngày đầu năm. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc trở lại bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra.